tập phim Tóc của Kazama thật lạ. Buổi tối, tại căn hộ của gia đình Kazama, hai mẹ con đang thưởng thức một bữa ăn tuyệt hảo. Bỗng mẹ cậu nhóc như phát hiện ra gì đó, vội chạy về phía Kazama. Ra là tóc của nhóc ấy dài quá, lòa xòa xuống hết bên dưới, nhìn khó chịu thực sự. Giờ mà đi cắt thì cũng không được vì các salon làm đẹp đóng cửa hết rồi. Ngày mai, sau khi từ trường mẫu giáo về, con sẽ ghé qua tiệm để cắt là được nên mẹ không phải lo lắng đâu ạ. Biết là thế, nhưng nhìn nó cứ chổng lên như vậy, mẹ không chịu được. Con biết rồi ạ, mẹ đừng nghịch tóc con nữa. Thường khi chúng ta lo lắng hay khó chịu một điều gì đó thì sẽ không thể ngừng suy nghĩ về nó. Mẹ Kazama cũng không phải ngoại lệ nên mẹ đề nghị tự tay cắt tóc cho cu cậu. Hả? Mẹ có tự làm được không đấy ạ? Cứ tin tưởng vào mẹ, hồi Kazama còn là em bé, mẹ cắt cho con suốt mà. Tuy vẫn còn cảm thấy nghi ngờ nhưng cậu nhóc quyết định cho mẹ cơ hội trổ tài. Mẹ đừng cắt ngắn quá ạ. Ok, mẹ nhớ rồi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sau nửa tiếng đồng hồ thì tác phẩm cũng được hoàn thành. Mời Kazama chiêm ngưỡng. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, làm cho mẹ và cả người xem như muốn hồn lìa khỏi xác. Bộ quả đầu mới trông kinh khủng lắm sao? Tò mò ghê. Quay ra đây nào Kazama ơi. Là đầu cắt moi. Mẹ thấy cũng đẹp, nhưng Kazama thì không. Cu cậu khóc muốn lụt nhà luôn mà. Mẹ vội an ủi rằng nhìn tóc này của Kazama dễ thương lắm, vừa gọn gàng lại mát mẻ. Kazama ứ chịu, style cũ đẹp hơn nhiều. Giờ mà vác quả đầu này đến trường, đảm bảo ai cũng cười nhạo con cho mà xem. Mẹ xin lỗi bé yêu, mẹ đã cố gắng hết sức. Nếu muốn, Kazama có thể nghỉ học một thời gian. Thấy mẹ khóc thương tâm như vậy, Kazama thấy mình cũng hơi quá nên vội bảo mai vẫn sẽ đi học như bình thường. Dường như chỉ chờ có thế, mẹ ngay lập tức mỉm cười và đảm bảo với nhóc ấy, mọi người chắc chắn sẽ thích kiểu tóc đáng yêu này. Tốc độ lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, thế mới biết Kazama vẫn còn non và xanh lắm. Mang tâm trạng u sầu vào phòng, Kazama vừa ngắm mình trong gương vừa thở dài, không biết nên làm gì với cuộc đời này đây. Thậm chí, Kazama còn tưởng tượng ra viễn cảnh siêu quậy xin mà nhìn thấy quả đầu này thì sẽ trêu nhóc ấy đến phát điên mất. Ước gì có phép thuật biến tóc dài trở lại, cậu không muốn bị cười nhạo đâu. Sáng hôm sau, Kazama với khuôn mặt ngờ nghệch, ánh mắt thất thần đứng cùng mẹ chờ xe buýt tới. Cô Yoshinaga bước xuống chào hai mẹ con, Kazama vừa chào cô vừa chạy một mạch lên xe khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ. Trên xe, Nene, Bo và Masao vội chào hỏi cu cậu, nhưng Kazama không để tâm, chỉ đáp lại một cách qua loa rồi ngồi vào hàng ghế thứ hai. Điều này làm cho cả ba nhóc vô cùng ngạc nhiên, không biết có chuyện gì xảy ra với Kazama nữa vậy. Xe dừng lại trước cửa nhà Shin, Kazama giật mình. Thôi xong, rắc rối đến rồi. Good morning cả nhà, nice buddy. Ê, phải là good morning everybody chứ, tên siêu quậy ngốc nghếch kia. Ôi thôi toi, lỡ miệng khiến Shin chú ý rồi. Nhận ra cậu bạn có gì đó khác thường, cả quãng đường đi, Shin cứ nhìn chằm chằm vào Kazama làm nhóc ấy bực dã man. Bộ có dính gì trên mặt Kazama hay sao mà nhìn ghê vậy? Sao hôm nay Kazama đội mũ sâu thế? Thiên linh linh địa linh linh, cu Shin có mắt diều hâu hay sao mà tinh thế? Thường Kazama đội sẽ lòi chỏng tóc vểnh ra ngoài, chắc do siêu quậy hay ngồi cùng nhóc ấy nên phát hiện ra điểm bất thường này. Biết là không thể giấu được nữa nên Kazama cho các bạn chiêm ngưỡng quả đầu moi của mình. Phản ứng của cả hội làm Kazama xấu hổ muốn đội quần. Trông không giống cậu một chút nào, ngày thường Kazama sành điệu với thời trang lắm mà. Nene vội huých Masao, đừng có sát muối vào vết thương lòng của Kazama nữa. Cô Yoshinaga cũng vừa hay đi đến, hỏi nhóc ấy mới thay đổi style tóc à? Tất nhiên là không ạ, do mẹ em cắt ngắn quá thôi. Cô mỉm cười, nói rằng tóc mới này của Kazama rất gọn gàng và mát mẻ nhằm xoa dịu cậu nhóc. Kazama thì nghĩ cô nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm là cười to lắm. Đến tiết học vẽ, Kazama đang cặm cụi tô màu cho bông hoa của mình thì nghe thấy tiếng cười nói của các bạn nữ bàn bên cạnh. Cú cậu vội quát lớn, bảo hai cô nhóc trật tự, tập trung hoàn thiện nốt bức tranh của mình đi. Xin tự hỏi tại sao Kazama chẳng giống như mọi khi gì cả. Siêu quậy nói vậy là có ý gì? Thì tức là cậu đáng yêu quá chứ sao? Được cú Shin khen nên Kazama ngượng chín cả mặt. Trời trời, sao giống được crush tỏ tình quá vậy? Các em ơi, tranh thủ hôm nay hoa trên sân trường nở rất đẹp, cả lớp sẽ chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nhé. Thưa cô, vậy tấm ảnh này sẽ đi theo chúng ta suốt đời chưa ạ? Đã đang lo lắng về quả đầu moi mà cú Shin còn bồi thêm cho quả câu hỏi chí mạng dã man, làm Kazama tức muốn nổ cái lồng ngực. Cô Yoshinaga vội trả lời rằng nếu mấy đứa muốn giữ nó lâu dài thì có thể cho vào quyển album, nó sẽ trở thành những ký ức đẹp và khó quên nhất trong lòng mỗi người. Khi lớn lên, mấy đứa mở ra xem lại và nhớ ra đây là hồi mẹ cắt tóc cho mình nhưng bị hỏng né. Oh no, rốt cuộc thì cô cũng công nhận là tóc Kazama không đẹp, nhóc ấy đã đoán ra được ngay từ đầu rồi. Nhận thấy mình lỡ lời, cô Yoshinaga vội nghĩ cách chữa cháy nhưng không được nên giờ đánh bài chuồn là hợp lý nhất. Cô dặn cả lớp ngồi ngoan và trật tự, cô sẽ quay vào gọi khi thầy hiệu trưởng chuẩn bị xong mọi thứ. Nene nhìn Kazama một lúc rồi a một tiếng, có vẻ như cô nhóc đã có cách để giúp cho cậu bạn. Mình sẽ dùng nước để vuốt lên tóc như này. Nhìn trông còn ngố hơn kiểu tóc trước.
Cả hội cười như được mùa, khiến vũ trụ nhỏ Kazama bùng nổ. Ủa, ai là người đầu trò xong giờ cười người khác vậy? Bình tĩnh nào, Nene là đang cố hết sức giúp Kazama đây. Thua keo này ta bày keo khác, cô nhóc đã có ý tưởng mới. Nene sẽ dán các miếng băng dính màu đen này lên nhau, sau đó cắt theo phong cách thường ngày của Kazama, dán lên chỗ tóc bị thiếu. Đó, hơi bị đẹp luôn, giống y như tóc cũ. Thế này thì có chụp bao nhiêu tấm ảnh cũng không nhận ra được. Bên này, Kushin cũng đã tự tạo kiểu cho bản thân. Thấy tác phẩm của Shin độc đáo quá nên cả lớp thi nhau sáng tạo kiểu tóc cho riêng mình. Thầy hiệu trưởng tầm tắc khen lớp hoa hướng dương có nhiều quả tóc ấn tượng và sặc sỡ sắc màu ghê. Thế này là có con ảnh để đời rồi đúng không nào? Tập phim cùng nhau nghe kể chuyện. Tại trung tâm thương mại, các bà mẹ đang dặn dò mấy đứa nhóc tại khu vui chơi cho trẻ em. Nói chính xác hơn là khu đọc sách tranh. Thật may mắn là ở đây có dịch vụ này để họ yên tâm đi mua sắm. Cả hội xin ngồi đợi và đang rất tò mò, không biết lát nữa sẽ được đọc sách tranh gì đây. Lúc này bước đến là một chị gái, với khuôn mặt như bị xếp dí KPI cuối tháng vậy. Nhìn đám mây đen trên đầu chị ấy là biết, không khí u sầu đến cùng cực. Ôi không được, dù có mới chia tay bạn trai cũng không được đem tâm trạng này để chơi với lũ trẻ. Ra là chị ấy thất tình, nhưng cũng thật may là chị ấy đã sốc lại được tinh thần, rồi giới thiệu với hội xin quyển sách tranh hôm nay là chuyện cậu bé quả đào. Masao biết câu chuyện này, nó kể về một cậu bé được sinh ra từ một quả đào do một bà lão nhặt được dưới sông. Sau đó lớn lên, Momotaro đem theo một con khỉ, một con gà lôi và một con chó để tiêu diệt quỷ dữ, bảo vệ loài người. Nhóc cơm nắm này, mình đọc rồi thì cũng đừng spoil hết nội dung quan trọng với chứ. Cả hội vội nhắc nhở nhóc cơm nắm, đám mây đen trên đầu chị gái quay lại rồi kìa. Thôi được rồi, đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ đọc sách tranh theo yêu cầu nhé. Để xin trước nha ạ, xin muốn đọc quyển bách khoa toàn thư về robot lượng tử này. Ôi trời, nhìn nụ cười vô tri của chị gái mà thấy tội chị dùm. Kushina, đây không phải sách tranh đâu. Thế chị đọc quyển này của Nene đi ạ, Công chúa Bạch Tuyết. Nene cực kỳ thích câu chuyện tình yêu của công chúa và hoàng tử ạ. Ok thôi, vì Nene cũng là một tiểu công chúa mà. Ngày xưa, có một mụ phù thủy nọ ghen tị với nhan sắc tuyệt trần của Bạch Tuyết nên đã cho nàng ăn táo độc để rồi nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chú lùn Nene và chú lùn Masao khóc muốn lụt nhà vì tiếc thương cho nàng. Và rồi hoàng tử xuất hiện với bộ trang phục rất là độc lạ. Mà thôi, ít nhất vớt vát được cái khuôn mặt đẹp trai và nụ cười trắng sáng kia. Chú lùn Nene rất thích hoàng tử nha. Ngầu quá đi à. Chú lùn xin đồng ý nha. Do đó hoàng tử hãy đọc quyển robot lượng tử này đi. À, hoàng tử biết cuốn sách này, thậm chí còn có cả figure của các nhân vật trong đây luôn. Chú lùn Marcel có một thắc mắc nho nhỏ, có lẽ nào hoàng tử là fan cuồng của robot lượng tử? Nói thế thì hơi quá, nhưng cũng có cái đúng. Này, ông hoàng tử kia, tôi dậy rồi, không cần đánh thức đâu. Tôi quá chán với cái đống đồ chơi ngu ngốc đó rồi. Uầy, công chúa tỉnh giấc luôn kìa, sốc quá vậy. Ủa khoan, đến lúc này là phải dừng hình phát. Sao cái kịch bản Bạch Tuyết này nó cứ sai sai kiểu gì ấy, không giống trong hồi ức của mình khi còn bé. Nhưng được cái cũng bánh cuốn phết. Tiếp tục nào. Sau khi nghe Bạch Tuyết nói, hoàng tử vội đính chính lại, đây không phải đồ chơi mà là báu vật. Ok được thôi, vậy giữa đống đó và công chúa, cái nào quan trọng hơn? Chắc chắn là Bạch Tuyết rồi. Nếu vậy thì mau hôn nàng ấy rồi kết thúc câu chuyện đi nào. May là hoàng tử khôn đấy, chứ trả lời mà sai cái là thành sad ending luôn. Đang cúi mình xuống tặng nàng nụ hôn thì ơ kìa, hoàng tử lại đi đâu đây? Ra là ngày ấy kiểm hàng vừa mới mua kế massage hình robot lượng tử, nhìn là biết đắt tiền rồi, ghen tị ghê. Và thế là từ đó hai người sống hạnh phúc trong lâu đài tình ái với biển đồ chơi robot. Thật là một cái kết có hậu, dù chị gái chỉ thấy thật ngu ngốc và lãng phí khi tiêu tiền cho thứ đồ chơi này. Nene vội đưa cho chị ấy cuốn sách tranh nàng tiên cá. Đây là một câu chuyện tình buồn. Công chúa tiên cá yêu say đắm chàng hoàng tử loài người, vì chàng mà nàng đánh đổi giọng hát tuyệt hay của mình để đổi lấy đôi chân. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, hoàng tử khiến công chúa đứng hình bởi quả thời trang cứ bị độc lạ có 102. Đùa, từ chuyện Bạch Tuyết cho đến chuyện này, hoàng tử có khuôn mặt cứ bị mặn kiểu gì ấy. Thôi tiếp nào. Cả hai có nhiều điểm khác biệt, ví thử như khi đang ở trong quán ăn, họ cũng cãi nhau chỉ vì món nước sốt, mặc cho nó là chuyện vô cùng nhỏ nhặt, chẳng đáng để tâm tới. Thật ra cả hai người đều không có sở thích giống nhau, kể cả nàng tiên cá ban đầu cũng chẳng phải con người. Đôi khi chúng ta nên chấp nhận những mặt khác nhau của đối phương. Ông hoàng triết lý Kazama đã phán thì chỉ có chuẩn thôi. Chị gái ngẫm cũng thấy đúng, nhưng liệu giờ có muộn quá để quay lại với bạn trai? Thôi đọc tiếp cuốn lọn lem nào. Hoàng tử nhặt được chiếc giày thủy tinh và tìm thấy lọn lem, từ đó họ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc trong lâu đài. Một ngày nọ, khi chàng đang nằm phè phỡn xem TV thì lọn lem gợi ý sao cả hai không đi xem một bộ phim nhỉ? Nhưng hoàng tử không thích, chàng muốn tận hưởng ngày nghỉ ở nhà cơ. Hơi, thôi được. Lọn lem cầm điện thoại của hoàng tử lên và phát hiện ra một tin nhắn được gửi từ công chúa Kaguya hẹn chàng thứ 6 tuần sau gặp mặt. Đau khổ, bực bội, nàng quay ra mắng hoàng tử là kẻ tệ bạc rồi bỏ đi. Nàng nguyện đắm chìm vào men say để quên hết sự đời. Ôi bực quá, bạn với chả trai, dẹp hết đi.
Khả năng cao hoàng tử là người yêu của chị gái rồi. Nene thấy chị ấy giống hệt nhân vật trong bộ phim truyền hình mẹ hay xem. Những người hay nói xấu người khác cuối cùng lại trở thành một cặp. Đây là trường hợp hoàn toàn khác, hoàng tử ngoại tình với công chúa Kaguya. Tưởng công chúa Kaguya là tên cửa hàng nội thất mà. Đúng lúc này, có một chàng trai đi đến. Ôi, đây có lẽ là hoàng tử của chị gái rồi. Anh ấy đi đến, bày tỏ chân thành tấm lòng của mình và nói rằng chị gái là tất cả với anh, quan trọng hơn cả robot lượng tử. Và rồi họ ôm nhau, vầng sáng tỏa ra làm chói lòa con mắt của lũ trẻ. Thiên hạ gọi nó với cái tên thật mỹ miều, cẩu lương, aka cơm chó. Đúng lúc này, các bà mẹ của chúng ta cũng mua sắm trở về. Và tất nhiên là không thể thoát khỏi bi kịch phải gặm cẩu lương giống mấy đứa nhóc rồi. Tập phim Nhà hàng gia đình là tuyệt nhất. Mọi người tập trung nghe tôi thông báo đây. Rất có thể trong tuần này sẽ có người ở trụ sở chính xuống giám sát quy trình chúng ta làm việc. Vậy nên hãy cẩn thận và làm việc cho thật tốt. Người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trong nhà hàng này là Ryuka Hataseruzo, một quản lý tài năng, người tự xưng có thể cải thiện và giúp đỡ các nhà hàng trong tình trạng hiếm khách. Các nhân viên sau khi nghe anh ta nói thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ không biết nếu người giám sát đó đến thì sẽ thế nào. Yên tâm, hãy cứ làm như bình thường, đừng để xảy ra một lỗi nhỏ là được, nếu không sẽ bị sa thải. Bên ngoài, mẹ Misae đang chở Kusin và Hima tiến vào nhà hàng dành cho gia đình này. Sở dĩ mẹ chọn nó là vì bãi đỗ xe vừa rộng lại còn thoáng, cực an toàn cho mẹ lùi đỗ, mặc dù Kusin không thích lắm. Con cá là đồ ăn ở đây không hề ngon một chút nào. Chưa ăn mà đã phá như đúng rồi vậy xin, mẹ nghĩ nhân viên ở đây sẽ phục vụ nhanh đấy. Anh quản lý vừa quan sát ba mẹ con vừa dặn chị nhân viên hãy tiếp đãi thật cẩn trọng, bởi rất có thể đây chính là giám sát viên. Vì sao ư? Nhìn cái cách đỗ xe cẩu thả ấy là biết. Wow, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Kusin vội bảo mẹ đỗ xe bị lệch, trông giống như đống thịt lòi ra ở bụng mẹ vậy. Ăn nói xà lơ, thứ nhất, cái đó gọi là thịt thừa. Thứ hai, đi theo mẹ nhanh, có gì lát mẹ đỗ lại sau. Chị nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp và hỏi mẹ đi mấy người. Nhà hàng mình có tính thêm em bé vào số lượng khách hàng không ạ? Vì Hima nhà Shin khá là nghịch, nếu có thì tổng là 3 người ạ. Người quậy ở đây là Shin đó, không phải Hima đâu. Chị nhân viên hỏi tiếp có ai trong gia đình hút thuốc không? Em không, nhưng nhóc Hima thì có. Em ấy hút sữa từ ngực của mẹ Misae đấy ạ. Trời đất, có nhất thiết phải nói oang oang ra thế không? Mẹ lại cho ăn đòn giờ. Chị nhân viên ngại ngùng dẫn ba mẹ con đến chỗ ngồi. Mẹ vội bảo chị muốn ngồi chỗ gần cửa sổ kia hơn. Chị ấy gửi mẹ quyển menu thông báo các món ăn phục vụ cho bữa trưa nằm ở trang số 4. Kusin vẫn đang thắc mắc vì sao mẹ lại chọn chỗ này, chỗ cũ gần với quầy đồ uống, tiện cho cu cậu hơn nhiều. Bên này, anh quản lý cũng hỏi chị nhân viên xem tình hình thế nào, khả năng cao đúng là giám sát viên. Vừa nãy chị ấy khá hồi hộp, toàn nói mấy câu được học sẵn nên xử lý chưa được khéo, mong là không sao. Mẹ vừa nhìn menu vừa cộng trừ giá tiền của các món ăn sao cho phù hợp, giờ thì siêu quậy đã biết lý do vì sao mẹ chọn ngồi đây rồi nhé. Xin cũng muốn ăn thêm khoai tây ạ. Vậy sao mẹ không dùng điện thoại bấm cho nhanh? Tính tay vừa lâu vừa mệt. Nhìn kìa, cô ấy đang ghi chép rất tỉ mỉ sau khi quan sát chúng ta đó. Lại là chị nhân viên và anh quản lý dùng ống nhòm để quan sát ba mẹ con. Không hiểu nghị lực nào khiến hai con người này tin mẹ Misae là giám sát viên luôn. Bên này, mẹ với Kusin đang tranh cãi về vấn đề gọi món. Kusin muốn gọi suất riêng dành cho trẻ em, nhưng mẹ không đồng ý. Rõ ràng mẹ bảo ra đây ăn vì mẹ lười nấu cơm, giờ xin chọn đồ mẹ cũng không cho. Mẹ xấu hổ, vội bịt mồm thằng con lại, lười chút thôi cũng không yên nữa. Còn hai con người đang núp kia thì cứ nghĩ là siêu quậy đã chót nói ra một bí mật động trời nào đó, nên mẹ mới phải bảo cô cậu trật tự. Mà hình như nhân viên quên mang nước, anh quản lý giật mình, trách chị nhân viên rồi chạy ngay ra chỗ bàn mẹ ngồi, giới thiệu với mẹ đây là loại nước ngon nhất của Kasugabe, mời mẹ từ từ thưởng thức và xin lỗi cho sự thiếu sót của nhân viên của mình. Chắc tại chồng mẹ đáng sợ quá nên anh ấy mới khép nép vậy. Mẹ lườm Kusin một phát. Đó, mẹ cứ làm vẻ mặt này thì ai mà chẳng sợ, hu hu. Với mẹ chưa chọn món đâu đấy ạ, xin nghĩ mẹ nên quyết định nhanh lên. Nhà hàng lại tiếp đón thêm một vị khách mới. Lần này anh quản lý đích thân phục vụ ba mẹ con Shin. Không biết combo này của nhà mình có salad không ạ? Dạ, mình có thể chọn súp hoặc salad đều được ạ. Ồ, vậy thì một trong hai món, cái nào ít calo hơn? Trông mặt anh Seruzo là biết không hiểu rồi. Để Shin giải thích cho, nghĩa là salad hoặc súp, món nào đắt hơn? Đúng là con trai của mẹ Misae có khác, hiểu mẹ quá mà. Sau một hồi ngẫm nghĩ, mẹ quyết định chọn món như sau. Một combo trẻ em và người lớn, món ăn kèm là một phần súp cho trẻ em và nếu được thì thêm một phần salad hàng ngày. Chị nhân viên đem đống đồ chơi đến cho Shin, khỏi phải nói cô cậu thích lắm. Nhưng mà khoan đã con ơi, trông mấy món đồ này có vẻ đắt đấy. Để mẹ xem lại trong quyển menu, thường thì người ta sẽ để dòng chữ nhỏ đồ chơi có tính phí trong này. Anh quản lý bận cảm thán về sự nhiệt tình của giám sát viên hụt Misae. Anh ta vội giục đầu bếp làm món ăn của ba mẹ con nhanh lên, mặc cho người order trước là vị khách mới đến kia.
mẹ vô cùng hài lòng về sự phục vụ quá là nhiệt tình và chu đáo này. Đánh chén xong xuôi, mẹ với cu xin còn có quà đem về. Thấy ba mẹ con vô cùng vui vẻ, chị nhân viên và anh quản lý rất hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ, mà không hay biết giám sát viên thực thụ là vị khách gọi món mì ý kia. Nhìn cái bảng đánh giá của anh ta thì tương lai của nhà hàng xem chừng mù mịt lắm đây. Tập phim Tớ không giỏi dọn dẹp. Xin đang mải mê chơi siêu nhân action. Chà, nhìn bãi chiến trường mà cô cậu bày ra kìa, kiểu gì cũng bị mẹ Misae cho ăn đòn, đã thế còn ngó lơ lời mẹ gọi nữa chứ. Đúng như dự đoán, ăn ngay một cái cốc đầu không oan uổng. Mặc cho mẹ kêu xin hãy dọn dẹp đồ chơi gọn gàng vào, cu cậu vẫn không chịu làm gì cả. Kết quả là khi bê bát salad ra, mẹ Misae đã dẫm phải một cái ô tô đồ chơi và ngã sõng xoài. Đến tận lúc đi ngủ, cu cậu vẫn không chịu dọn, làm mẹ chỉ biết vừa dọn vừa thở dài bất lực. Thương mẹ Misae quá. Sáng hôm sau, mẹ đã hết kiên nhẫn. Ngày nào việc này cũng lặp đi lặp lại, nhưng mẹ vẫn chưa tìm ra được cách để trị ông tướng này. Dù dùng cả đồng hồ bấm giờ để bắt xin dọn trong vòng 10 phút trước khi mẹ nổi điên, nhưng cu cậu vẫn để ngoài tai. Được thôi, mẹ sẽ cho xin biết thế nào là lễ độ. Mẹ Misae thu tất cả đồ chơi của xin vào túi và định đem vứt đi. Lúc này cu cậu mới chú ý, nhưng quá muộn rồi. Tất cả đã được ghi tại điều thứ 13 trong quyển sổ lời hứa với mẹ. Xin quên thì mở ra mà đọc lại đi. Đúng theo luật mà nói, tất cả đống đồ chơi này sẽ bị vứt đi. Cu cậu bắt đầu nịnh bợ mẹ nhưng vô tác dụng, lần này mẹ kiên quyết lắm. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, mẹ Misae ngồi buôn chuyện, thấy xin thập thò ngoài cửa, mẹ tỉnh táo lại ngay. Cu cậu đã nhanh chóng đánh cháo chỗ đồ chơi thành mỹ phẩm của mẹ và đang tẩu thoát bằng xe cút kít, lại còn biết giấu hết dép đi để mẹ không đuổi theo được chứ, láu cá thật đấy. Cu cậu mang tất cả đến nhà chị Shinobu để nhờ cất hộ. Chưa đợi chị đồng ý, đã vào nhà đánh chén ngon lành và bầy bừa như bãi chiến trường, xong lại chạy tót đi, mẹ phải đội cả dép trong nhà để đuổi theo cu cậu. Bạch Tuyết và chị Shinobu đang ngồi đợi chủ nhân của những món đồ này đến lấy. Tình hình hai mẹ con còn đang giật bắt nhau như thế này, chắc phải chờ lâu lắm đây. Tập phim Ông nội đến tham quan trường. Sáng sớm tại nhà của gia đình Nohara, mẹ Misae đang giục xin ăn nhanh lên để còn kịp xe buýt. Vì lát nữa mẹ còn phải đưa Hima đi khám định kỳ nên không thể đưa cu cậu đến trường nếu chẳng may bị lỡ xe đâu. Sửa soạn xong xuôi, hai mẹ con cùng nhau chờ, mà đợi mãi chẳng thấy đâu, sao hôm nay xe đến muộn thế nhỉ? Chợt, mẹ liếc mắt về phía quyển lịch. Thôi xong rồi, hôm nay là ngày tham quan trường, bảo sao chờ mãi không thấy xe. Hả? Sao lại là bia lon hình con khỉ ạ? Bó tay chấm com với cái tên siêu quậy này. Đây là ngày mà bố mẹ đến giao lưu và tham quan trường mà con cái mình học ở đó, thưa ông tướng ạ. Thế quái nào mà xin nghe thành bia với khỉ vậy? Liên quan thực sự. Không rông dài nữa, giờ mẹ phải nghĩ cách xem làm như thế nào cho nó phù hợp đây. Không thì mình nghỉ cũng được mẹ ạ, cứ bảo xin ốm là được. Làm người ai lại làm thế? Mình phải sống trung thực, không được phép giả dối. Mở ngoặc, trừ một số trường hợp cần thiết, đóng ngoặc. Không thì để bố đi cho, con cứ đưa Hima đi khám đi. Ồ, là ông nội. Ủa mà từ từ, ông đứng đây từ lúc nào vậy? Làm mẹ muốn rớt tim ra ngoài luôn. Xe buýt lần này đi đường cao tốc nên ông đến nhà xin sớm hơn dự kiến và nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Vậy nên để ông lo vụ này cho. Không được, tuyệt đối không được đâu ạ. Gì chứ, mẹ không tin tưởng ông chút nào. Mẹ phản ứng gay gắt vậy làm ông thấy tủi thân quá. Thân già này chỉ là muốn đến xem trường cháu mình như thế nào, xem nó học hành ra sao thôi mà. Xin cũng muốn đi với ông ạ. Mẹ đồng ý đi. Thấy hai ông cháu ra sức này nỉ, mẹ đành gật đầu đồng ý dù cho vẫn còn lấn cấn lắm. Mẹ dặn dò cả hai thật cẩn thận trước khi ông chở cu xin đến trường. Nào, giờ thì đi thôi đồng chí tờ xin. Xe ta đang bon bon trên dặm đường thì ánh mắt của hai ông cháu va phải các chị gái xinh đẹp đang chạy bộ. Và thay vì đến trường xin thì hai người quay xe đi cùng các chị ấy. Đúng là mê gái hay mê trai có đầu thai cũng không hết được. Lúc này, tại lớp hoa hướng dương, các mẹ đang đứng làm mẫu cho các con vẽ chân dung. Cô Yoshinaga đi đến chỗ Masao, bà nhóc ấy cứ vẽ to ra, vẫn còn nhiều giấy lắm. Rình một tiếng, cánh cửa mở ra, ông nội và siêu quậy đã đến đây, rồi thực hiện một động tác như diễn xiếc để chào mọi người. Nó hơi ố dề. Xin, cậu đến muộn quá đấy, làm bọn tớ chờ mãi. Tôi cũng xin lỗi cô giáo vì đã khiến cô phải đợi. Hôm nay tôi sẽ là người giám hộ cho thằng nhóc này thay cho con dâu tôi. Tiện thể thì đây là danh thiếp của tôi, trong đó có đầy đủ số điện thoại, email, thậm chí cả nick Twitter và Facebook luôn. Gửi cô giáo ạ. Cô Yoshinaga nở một nụ cười miễn cưỡng, cầm lấy tấm danh thiếp ấy. Chắc trong thâm tâm cô muốn mời ông nội về nhà lắm rồi. Ô, hôm nay mấy đứa làm họa sĩ à? Ông vội ngắm bức tranh của đầu cơm nắm, khen mẹ Masao giống cu cậu thật, làm Masao ngại quá trời. Nào, để ông đoán xem mẹ cháu đứng đâu nhé. Và boom, ông chỉ trúng phốc, làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Cái này người ta gọi là có gen di truyền đấy, nhìn phát nhận ra luôn. Thế con của Nene à? Để ông xem nào. Chà, mẹ cô nhóc đẹp ghê, y như người mẫu vậy. Vậy ông cũng đoán xem mẹ Nene đứng đâu đi ạ? Ok luôn. Nhìn một hồi không thấy, lại nhìn lượt hai, cũng không tìm thấy. Ông làm mẹ Nene sốt hết cả ruột, phải độc thoại nội tâm luôn kìa.
Cuối cùng, Xin vẫn phải ra tay giúp ông. Tại người thật với người trong tranh khác quá, ông không nhận ra. Công nhận Nene có hiếu với mẹ thật đấy. Ai cũng phải bật cười vì câu nói của ông. Mẹ Nene cũng vậy, nhưng đằng sau lưng thì cô ấy bóp một nát con thỏ bông luôn. Cô Yoshinaga vội bảo ông ra xếp hàng cùng các mẹ, rồi quay sang bảo đám nhóc mà hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng mà siêu quậy đâu rồi? Con đây cô ơi, con lấy giấy bút để vẽ ạ. Chỉ với 4 đường cơ bản, Shin đã vẽ xong bức chân dung của mẹ. Mà trông nó cứ sai sai thế nào ấy. Cô Yoshinaga bảo cô cậu vẽ thêm các chi tiết khác cho bức tranh sinh động hơn. Mẹ em không thích tranh theo trường phái tả thực đâu ạ, và vẽ thêm tốn thời gian lắm. Ông nghĩ là phụ nữ thường tốt hơn 50% so với những gì họ thể hiện ra ở thực tế. Ha ha ha, ông nội là nhất, ông nội nói cái gì cũng đúng. Sau đây là đến tiết mục nhảy cùng con trẻ, kính mời các bậc phụ huynh đến hội trường để chuẩn bị ạ. Các mẹ đi hết rồi mà ông vẫn ngồi lại vẽ vời cùng mấy đứa. Cô Yoshinaga lại phải nhắc nhở. Chợt ông đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ông đưa cho cô bức chân dung mà ông vẽ bằng cả tình yêu. Nhìn có khác gì con ngựa cầu vồng không? Ông vội bảo mình vẽ theo style Picasso. Hey, sự sáng tạo của các nghệ thuật gia đúng là người thường như tôi không thể với tới được. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau múa một bài truyền thống dân gian, nhảy hỗn hợp Oklahoma nhé ạ. Mẹ Misae và Hima cũng vừa hay đến nơi. Lượt đầu ông nhảy cùng với mẹ Masao, lượt hai là với mẹ Nene. Bên này Shin đang nhảy cùng với Kazama và cu cậu lại làm trò quậy phá, làm nhóc ấy tức muốn nổ đom đóm mắt. Cô Yoshinaga vội tiến tới, nhắc ông nhảy theo thứ tự. Chưa kịp nói xong thì ông cầm tay cô múa luôn rồi. Tiết mục nhảy kết thúc cũng là lúc mẹ Misae bước vào. Thầy hiệu trưởng cũng đi tới chào mọi người. Nhìn thấy thầy, ông vội bày ra tư thế chào như trong mấy bộ phim trưởng để đáp lại, khiến mọi người hỏi chấm đầy đầu. Mẹ muốn đội quần vì ông mất thôi. Thì ông xin lỗi, chắc tại ông xem phim quá 180 phút nên muốn thử cái này chút. Với mặt thầy hiệu trưởng hợp đánh nhau quá mà. Thầy chỉ biết cười trừ trong trường hợp này, còn mẹ thì cuống quýt quay một vòng tròn để xin lỗi mọi người. Thiệt khổ quá mà. Tập phim Khi Giang Lách Làm Mẹ. Khung cảnh mở ra với việc chị đại Ryoko bước ra khỏi phòng khám. Nhìn chị ấy ôm má thế kia, chắc là vừa khám răng xong. Từ giờ phải chăm chỉ đánh răng lại thôi, không là khổ lắm á. Và ngạc nhiên chưa, mẹ Misae cũng ở đây và đang nói chuyện gì đó với nhân viên phòng khám. Chị nhân viên thông báo cho chị đại Ryoko tiền khám hết 980 yên, nhưng mà bực quá, xẻng không đủ, thiếu đúng 100 yên nữa. Thấy vậy, mẹ Misae đưa cho chị ấy 100 yên và bảo rằng có gì trả lại sau cũng được. Mẹ đúng là vị cứu tinh mà. Chiều nay mẹ còn phải đón nhóc Shin, không biết bác sĩ có thể sắp xếp một lịch hẹn khác được không ạ? Việc này khá là khó, vì còn nhiều người khác nữa, sẽ gọi cho mẹ nếu đến lượt vậy. Đã đến lúc trả ơn cho 100 yên rồi. Lập tức, chị đã liền nói với mẹ để chị ấy đón nhóc khoai tây. À nhầm, nhóc Shin cho, đằng nào cũng tiện đường. Ban đầu mẹ thấy cũng ngại ngại, nhưng sau khi bị thuyết phục thì liền đồng ý và bảo chị ấy công việc sẽ kết thúc khi mẹ về đến nhà. Tại trường mẫu giáo Futaba, siêu quậy đang lắc mông dữ dội, nóm phấn khích lắm. Nghe bảo có chị gái đến đón Shin. Ôi, có lẽ nào là chị Nanako không? Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Nhưng nhìn người bước đến mà ai kia vỡ mộng. Không phải chị Nanako xinh đẹp, mà là chị đại Ryuko. Cô Shin chắc đi casting phim bỗng dưng muốn khóc phần 2 được rồi đấy. Như đã liên hệ trước, chị ấy đến đây để đón nhóc khoai tây. Cô Yoshinaga lừa Shin à? Rõ ràng bảo là chị gái hàng xóm xinh đẹp dịu dàng đến đón mà. Hu hu. Cô thấy Ryuko là chị gái dịu dàng nhẹ nhàng mà. Không phải đâu ạ. Đây là chúa tể của những tiếng cười, không phải mỹ nữ dịu dàng. Ê, quá lắm rồi nha. Người ta là chị đại, là thủ lĩnh mà siêu quậy đặt cho quả nickname nghe ba chấm thế. Không rông dài nữa, biết chị ấy là người đón cu cậu là được. Thì đánh chấp nhận thôi chứ sao giờ. Vừa đi vừa hát cho yêu đời. Và ôi mèo kìa, ra ngắm thôi chứ còn gì nữa. Cái ông tướng này thiệt tình mà. Tại xin nhớ là mèo mẹ này mới sinh mấy đứa nhóc hôm trước nên muốn đứng lại ngắm. Cái gì, mèo con á? Chị đại cũng thích và chúng ta có màn ôm mèo mèo như hiện tại. Ai rồi cũng phải làm sen thôi. Chợt nhớ ra hình tượng cun ngầu, chị ấy vội thả em mèo xuống và giục cô Shin đi tiếp. Mà nhóc khoai tây đi chậm thế, nhanh chân lên nào. Mình nghĩ thử phát này, chân chị đại dài hơn chân Shin rất nhiều, thì làm cách nào để Shin bắt kịp bây giờ? Rồi đã hiểu, Ryoko đi chậm lại là được chứ gì đâu. Nhưng mà quả đi cứ phải còng lưng thế này mệt quá. Bỗng tiếng nói của mẹ Misae văng vẳng trong đầu làm chị ấy có thêm động lực rồi. Chị đại nhìn này, hoa bồ công anh nở rồi. Có gì hay đâu, thôi đi về nhanh đi. Xin thường hay ngắm hoa với mẹ mỗi khi từ trường về á. Vui mà. Ngẫm lại hồi bé chị ấy cũng thường hay hái hoa mỗi khi được mẹ đón về. Ngắm tí cũng được cho thư giãn. Đang cảm xúc thì siêu quậy cho quả tụt mút quá. Ra là cu cậu đói rồi. Đã về đến nhà, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Ryoko vang lên. Ra là tin nhắn của chị Mari. Thôi đúng rồi, hôm nay các chị ấy có buổi họp. Xin hiểu rồi nè, mọi người sắp diễn hài kịch đúng không? Vớ vẩn, người ta có chuyện quan trọng hẳn hoi. Thôi, mẹ Misae sẽ về sớm nên siêu quậy vào trong nhà ngồi chơi ngoan. Ơ mà từ từ, hình như mẹ còn dặn chị đón nhóc Hima bên nhà bác hàng xóm nữa. Trả ơn này hơi mệt.
Đã xong, giờ hai nhóc ngồi đây chờ mẹ về. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mẹ Mise gửi tin nhắn cho chị Đại, thông báo rằng công việc kéo dài lâu hơn so với dự kiến. Có gì nhờ chị ấy cho mấy nhóc ấy ăn bánh ngọt để ở trên bàn. Một cái này sao đủ được, xin với Hima đói quá, muốn măm măm. Để chị Đại đầy ra tay, nhìn đã thấy muốn ứa nước miếng rồi, ngon quá. Hôm nay chị Đại sẽ cho xin thưởng thức món cơm chiên natto siêu cấp VIP Pro. Tuyệt quá, Ryoko đúng là số 1, đã đánh chén xong xuôi. Mà khoan, giờ không phải lúc ngồi đây, cuộc họp chị Marie nhắc đến sắp đến giờ rồi. Đúng lúc này, mẹ Mise lại gửi tin nhắn đến, nói rằng mẹ đang trên đường về, công việc đã hoàn thành. Và mẹ sẽ mua món bánh cuộn của Madame Taiko. Ui, ngon, rất ngon, nghĩ thôi đã thấy thèm rồi. Nhưng mà không được, cuộc họp của nhóm bọ cạp đỏ quan trọng hơn. Nhưng chị vẫn muốn ăn bánh, mặc dù đang đau răng, nhưng cuộc họp không thể hủy. Nhìn chị xoắn quẩy hết cả lên làm xin thế kỳ quá, chiêu thức mới hay gì? Tóm lại là mẹ nhóc sẽ về sớm, à mà phải trả lời tin nhắn đã. Khổ, vội quá nên chị Đại đánh sai tùm lum hết rồi. Ok, để xin giúp chị nhắn tin cho, chị cứ rửa bát đi. Mẹ cứ thong thả bình tĩnh mà về, chị không có vội. Ái chà chà, ngoại hình hổ báo nhưng nội tâm mềm mại, đúng là không thể đánh giá bất cứ ai qua vẻ bề ngoài mà. Mẹ cảm thán. Bên này, chị Gin cũng nhận được tin nhắn. Cái bà thơ con cóc kỳ cục gì đây? Từ chối hiểu luôn. Đã rửa bát xong, đang định đi về thì nhóc Hima khóc vì buồn ngủ. Muốn mặc kệ lắm nhưng chị Đại không làm được, đành phải dỗ cô bé ngủ. Nhìn động tác thành thục của chị ấy kìa, đỉnh luôn ạ. Cô xin khen làm chị Ryoko ngại quá, nghe mà sướng cái lỗ tai. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, ra là mẹ về. Sao mẹ bảo về sớm mà lại ung dung đi mua sắm vậy? Làm chị Đại chờ bờ hơi tai. Tại mẹ thấy tin nhắn chị gửi bảo mẹ thong thả thôi mà. Báo thủ nhí siêu quậy hại chị Đại rồi. Mẹ thực sự xin lỗi, để mẹ mời chị nhường bánh cuộn của Madame Taiko siêu ngon này. Nhưng hôm nay chị đang đau răng mà. Hu hu. Tập phim Ban đêm là dành cho người lớn. Buổi tối, nhà Nohara đang say sưa ngủ. Xin buồn đi vệ sinh quá bèn mò dậy. Đi qua phòng khách, cu cậu vô cùng bất ngờ, trên bàn vẫn còn rất nhiều bát đĩa mới ăn xong. Bố mẹ ăn mảnh buổi đêm mà không rủ xin nhé. Sang đến lớp, xin ngay lập tức kể cho các bạn nghe. Hóa ra nhà ai cũng như vậy, bố mẹ toàn mở tiệc khi các bạn nhỏ đã đi ngủ. Còn mỗi Kazama là rất hiểu chuyện, vì đó là khoảng thời gian riêng tư của bố mẹ mà. Chúng mình là những em bé ngoan thì nên đi ngủ sớm. Xin lại nghĩ rằng, nếu chấp nhận số phận như vậy thì sao có thể trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống được chứ? Có vẻ hôm nay, cậu sẽ quyết tâm để được tham gia cùng bố mẹ. Trong bữa cơm tối, mẹ ra hiệu cho bố tối nay lại cùng ăn đêm tiếp. Nhưng cu cậu đã hiểu được ký hiệu bí mật của mẹ vì bố đã dạy cho cậu rồi, làm cả hai đều bối rối. Xin biết hết rồi nhé, bố mẹ đợi xin đi ngủ rồi buổi đêm tổ chức tiệc đúng không? Mặc dù bố mẹ chối đầy đẩy nhưng cu cậu đã biết tỏng tất cả. Trong lúc rửa bát, bố bảo mẹ hay cho xin tham gia cùng, nhưng mẹ một mực từ chối. Yên tâm đi, kiểu gì hơn 9 giờ xin cũng díu hết cả mắt cho mà xem. Nhưng có vẻ hôm nay không như thế rồi. Trước khi đi ngủ, cu cậu vặn vẹo mẹ đủ thứ, rồi còn giả vờ ngủ để đánh lừa mẹ nữa chứ. Cậu tìm đủ mọi cách để không phải đi ngủ, hết đọc truyện rồi đến đếm cừu. Cuối cùng, sau bao nhiêu chiều được tung ra, xin cũng đã ngủ ngon lành. Trở ra phòng khách, mẹ thấy bố cũng đã ngủ khò khò từ lúc nào, thật tức quá mà. Mẹ Mise vừa lay bố, vừa gào thét khiến xin tỉnh giấc, lại còn nghe thấy có mentaiko và whisky rồi đấy. Đừng hòng lừa xin nữa nha. Thôi xong, thế là đi toi buổi tối lãng mạn của bố mẹ rồi. Tập phim giúp việc dọn cỏ. Mẹ Mise mở cửa nhìn ra vườn, nhiều cỏ dại quá, phải bắt tay vào dọn dẹp thôi. Xin vừa đi học về mà thấy mẹ không chào hả? Hừ quá, có cần mẹ dạy lại cách chào hỏi không? Xin đang tính chuồn liền bị mẹ tóm lại, hai mẹ con cùng dọn cỏ cho nhanh nào. Vừa mới về mà bị mẹ bắt làm việc nhà, cậu ta bắt đầu kiếm cớ. Chiều đầu tiên là đánh vào lòng thương. Mất bao nhiêu lâu cỏ mới mọc lên được như vậy, mẹ không thấy thương chúng sao? Mẹ Mise cũng khá xúc động đấy, không ngờ xin là một đứa trẻ tình cảm như vậy. Sau đó, mẹ giải thích cho xin hiểu vấn đề, nhưng cậu ta đã chuồn đi từ lúc nào rồi, còn đang lục tủ lạnh trong bếp vì quá đói. Đánh trống làng giỏi thật, nhưng sao qua mắt được mẹ Mise này? Cuối cùng cũng bị bắt ra vườn làm tiếp. Mẹ thì nhổ cỏ hết công suất, con thì quá báo, ngồi trồng cỏ lại từ đầu. Còn dọa mẹ vườn nhà có rắn, làm mẹ sợ hú hồn. Trong khi mẹ đang hì hục nhổ cỏ thì xin chỉ mải bày trò nghịch ngợm. Cả Bạch Tuyết cũng bắt tay vào làm việc giúp mẹ kìa, ngoan quá. Ông xin nhổ được một cọng, lại bày trò nghịch ngợm, đến khi làm nghiêm túc thì lại vặt hết lá cây của mẹ. Sau một ngày lao động, mẹ Mise đau ê ẩm hết cả người, bố phải dán miếng giảm đau cho mẹ. Xin nhanh nhẹn mang bia ra để bố uống cho mát, không hiểu có ý đồ gì không mà hôm nay ngoan lạ thường. Hóa ra cu cậu đã vặt trụi cây đậu nành mà bố trồng nên đang lấy công chuộc tội. Bố chỉ biết khóc ròng trong bất lực mà thôi.